Chào tất cả các bạn. Ở thực tế quá trình trồng, chăm sóc cũng như là bán sen đá, mình nhận thấy là có rất nhiều trường hợp các bạn than phiền về việc là sen đá bị chết sau khi mua về. Đây là việc hết sức rất đau lòng cũng như là cho cả người mua cũng như là người bán. Sen đá vốn được mô tả là loài cây có sức sống mạnh mẽ, dễ trồng và dễ chăm. Thế mà tại sao lại như thế? Thì nguyên nhân của việc này thì có rất nhiều. Tuy nhiên mình đã tổng hợp lại hai cái nhóm nguyên nhân lớn. Nhóm nguyên thứ nhất đó là do cái việc cây bị sốc nhiệt. Thì sen đá là loài cây mà có sức sống dẻo dai. Tuy nhiên tại Việt Nam ấy, thì đại đa số cây được trồng tại Đà Lạt. Đây là nơi có khí hậu mát mẻ và cây đã quen với khí hậu tại đó. Và khi mà chuyển về những cái vùng mà có khí hậu nóng như là mùa hè ở Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì giai đoạn đầu nếu như mà các bạn không có cái cách chống nóng tốt cho cây thì cây rất dễ bị sốc nhiệt và chết. Nguyên nhân thứ hai đó là nhiều bạn mua cây về nhưng mà lại chưa có kiến thức cũng như là về cách chăm cây. Mua cây về các bạn để trong nhà để nơi không có ánh sáng, hoặc là các bạn tưới quá nhiều nước dẫn đến cây bị chết. Thì đây là hai nhóm nguyên lớn nhất. Sau đây mình sẽ tổng hợp lại một số cái lưu ý với các bạn khi các bạn muốn trồng sen đá trong những ngày đầu sau khi mua cây về nhé. Thực tế thì 1-2 tuần đầu sau khi mà các bạn mua cây về các bạn trồng ấy, thì đây là cái giai đoạn quan trọng nhất. Vượt qua cái giai đoạn 1-2 tuần đầu này là khi đó cây sẽ thích nghi với cái môi trường và khí hậu của các bạn ở cái nhà các bạn, và nó sẽ sống rất là dai. Lưu ý đầu tiên đó về nơi đặt cây. 1-2 tuần đầu sau khi mà mua cây về, các bạn tuyệt đối không được để cây ở trong nhà. Các bạn cần phải để cây ở nơi có đủ ánh sáng. Đấy, nhiều bạn mục đích là mua cây về để bàn làm việc, nhưng mà thực tế là việc này nó không phù hợp. Sen đá nó lại ưa sáng mà. Và cây khi bạn để bàn trong nhà, cây rất nhanh bị mềm, yếu và chết. Có vấn đề nữa đó là sen đá thì tuy nó là loài ưa sáng, nhưng mà cây khi mà mới mua về nó đã đang quen khí hậu mát mẻ ở Đà Lạt. Do đó thì khi mà sau khi mua về nhé, các bạn cần tránh để nơi nắng gắt. Mùa hè thì các bạn có thể đặt cây ở lan can, cửa sổ hướng nam. Khi đó cây vừa có đủ ánh sáng nhưng mà lại không bị quá nóng. Còn về mùa đông rất đơn giản rồi, các bạn để cây ở ngoài trời. Vấn đề thứ hai là về nước tưới. Thì sau khi bạn mua cây về, thời gian đầu do rễ cây nó còn chưa hồi phục, do đó thì trong 5-7 ngày đầu tiên thì các bạn không nên tưới nước ngay. Các bạn cứ để nguyên cây một chỗ đây thôi. Và còn sau đoạn đó thì các bạn có thể tưới nước với một lượng ít. Và lưu ý chúng ta nên tưới ở rìa chậu, không nên tưới trực tiếp lên lá. Khi cây đã quen môi trường rồi thì các bạn có thể linh hoạt với việc tưới nước. Và đặc biệt là các bạn lưu ý là không tưới nước cho cây khi mà trời nóng nhé. Đấy, mình vẫn nhắc lại vấn đề này. Là khi mà trời nóng mà các bạn tưới nước, đất nó vừa bị ẩm vừa nóng, cây rất dễ bị sốc nhiệt và chết. Vấn đề thứ ba là về đất trồng. Khi mới mua cây về thì các bạn không nên tác động vào rễ cây. Sau 5-7 ngày khi mà cây đã quen môi trường rồi thì các bạn có thể thay đất cho cây, hoặc là dùng đất có sẵn trong bầu. Đấy, các bạn có thể dùng đất có sẵn trong bầu cây để trồng được nhé. Nếu như các bạn thấy mà cái đất đó đảm bảo về độ thoát nước thì các bạn không cần thay đất. Trên mạng thì có một số shop tư vấn là các bạn ta phải nên thay đất ngay sau khi mua cây. Lý do là được các bạn ấy cho là do cái đất này tại các nhà vườn Đà Lạt thì có độ giữ nước cao, không phù hợp cho sen đá. Thì mình cũng ủng hộ quan điểm này. Tuy nhiên hiện tại nhà vườn trong Đà Lạt của shop mình thì chỗ đất cũng khá đã rất là đảm bảo rồi, độ thoát nước rồi. Do đó thì với các bạn, mình khuyên là với các bạn mà mua cây ở shop mình nhá, thì các bạn không cần phải thay đất. Đấy, nếu như các bạn thấy là đất đó đã đảm bảo cái độ thoát nước. Trong giai đoạn đầu thì các bạn cũng không nên bón phân cho cây, đặc biệt là phân hóa học nhé. Các bạn bón phân hóa học thì cây sẽ rất nhanh bị chết. Tổng hợp lại thì sau khi mua sen đá về, các bạn cần lưu ý 3 điểm. Đó là thứ nhất là cần để nơi đủ ánh sáng và có biện pháp tránh nóng cho cây về mùa hè. Thứ hai là trong 3-5 ngày đầu thì các bạn không nên tưới nước cho cây, nhất là khi mà thấy đất còn ẩm và về mùa hè. Và thứ ba là về việc thay đất cho cây thì các bạn cần căn cứ vào tình trạng đất của bầu cây. Nếu đất tận tơi, đảm bảo độ thoát nước thì các bạn cũng không cần thay. Đó là một số cái lưu ý các bạn trong những ngày đầu sau khi các bạn mua sen đá về và trồng. Cuối cùng thì chúc các bạn có những chậu cây thật là đẹp, làm cho sinh động thêm không gian sống của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.